Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn đã cùng quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Và trong video trước thì mình đã chế tạo xong phần đèn pha cho chiếc Pagani Huayra của mình. Và ngày hôm nay để tiếp tục cái quá trình chế tạo chiếc xe này, mình sẽ chế tạo một chi tiết tiếp theo, đó chính là chi tiết đèn hậu mọi người nhé. Ở đây và ở đây. Và chi tiết đèn hậu này thì chúng mình sẽ chế tạo với những vật liệu như là composite và keo epoxy. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Và ở vị trí này thì mình sẽ cần phải chế tạo một cái khuôn đèn mọi người nhé. Sau đó lắp 1, 2, 3 bóng đèn vào đây để có thể là hoạt động được chi tiết đèn hậu. Và mình sẽ sử dụng đất sét để tạo phần khuôn đèn mọi người nhé. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ phải cho đất sét vào đây để cạo thành form trong lúc mình quét những cái lỗ đèn nhé mọi người nhé. Đấy anh em ơi, sau khi mình đã cắt gọt cái phần khuôn đèn này nhá, bây giờ mình sẽ lắp vào. Lắp tạm thời vào đây để mình mài form cho nó chuẩn nhá mọi người nhá. Đấy, ok chưa? Tại vì mình chưa có làm cái lẫy bắt ở bên trong này nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ dùng hai dây siết này để cố định nó vào đấy.
Ok. Bây giờ mình sẽ dùng đất sét này để làm khuôn epoxy nhá mọi người nhá. Nhưng trước hết là mình sẽ phải rồi nó vào đây đã. Đây là mắt đèn nhá. Đó. Nhưng nó mới chỉ là bừng đất sét thôi mọi người ạ. Và để cho nó cứng chắc thì mình cho vào đây để nung nhá. Đây là 6 cái lò mình đã làm để nung cái phần đèn này. Đùa thế thôi, đây chỉ là cái khuôn đỡ silicon mọi người ạ. Mình sẽ thả nó vào. Sau này mình sẽ đổ silicon về để đúc khuôn nhé mọi người nhá. Sẽ đúc đó. Ây da. Ok đấy. Đó. Sau đó mình sẽ đổ keo silicon lên cái phần này nhá. Đổ vào bên trong này để làm khuôn luôn mọi người ạ. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng keo silicon để tạo phần khuôn cho chi tiết đèn hậu mọi người nhá. Ở đây thì mình đã có keo rồi, keo silicon và dung dịch đông cứng. Bây giờ tiếp theo công việc mình sẽ pha chế hai cái chất này lại với nhau để có thể tạo được một cái phần keo silicon đông cứng đổ vào phần khuôn này mọi người nhá. Cái này tỷ lệ hình như là 1 đến 2 phần 100 hay sao ấy. Đây này. Đấy. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái tỷ lệ là 2:100 mọi người nhé. 2 cái này và 100 cái này. Ở đây thì chúng mình đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 cái khuôn để đúc cái phần đèn hậu cho chiếc Pagani Huayra mọi người nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái chi tiết tổ ong này. Đấy, khá là cầu kỳ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đổ keo silicone vào đây. Và đây là dung dịch đông cứng mọi người nhé, hóa chất để hóa tan. Chúng ta sẽ sử dụng tỷ lệ là 2 nắp này. Ui, nhiều quá chú ạ. Nhiều, nhanh cứng nhé. Ngoái lên, nhanh. Cay vào, nhanh chứ nó đông cứng lại toang. Gì mà đông được ngay? Đông ngay đấy. Ừ, cái mùi không ngửi lắm chứ. Ừ, hóa chất. Thấy chưa? Chơi nha. Rồi, đi. Rồi. Bây giờ đây là cái khuôn đầu tiên được đưa keo silicone vào mọi người nhé. Ui, lên bọt kìa. Mới đáng là chú phải đổ khe trước luôn. Bên kia nó thiếu. Đổ khe trước. Đổ khe trước nó đã bị tràn luôn. Chỉ cho lệ tỷ lệ từ từ thì nghe được không? Tỷ lệ từ từ là tỷ lệ nó. Là tỷ lệ rót từ từ. Tỷ lệ từ từ. Lần đầu tiên nhau nghe có người gọi là tỷ lệ từ từ đấy. Chú pha vậy thì nhanh đông lắm, hỏng hết. Không biết có hỏng không nhưng mà có khả năng rất là nhanh đông thật. Ít đông cứng rồi này chú ạ. Bắt tao pha cho một nắp nhá. Các bạn ạ, hiện tại là đã đổ được 2 cái khuôn rồi mọi người nhé. Bây giờ sẽ cần phải đổ thêm 4 cái khuôn nữa. Mình nghĩ là sẽ mất thêm vài lít keo silicone nữa đấy. Mất nhiều chút nhỉ? Mất chắc phải 4 lít. 4 lít đấy. 4 lít, chưa chắc đâu. Bây giờ chúng mình đang đợi cái này đông cứng một chút. Sau đó là sẽ đổ cả một dàn này luôn mọi người nhé. Đấy, test thử 2 ngày trước xem nó ok không. Và bây giờ sẽ là cái khuôn đèn tiếp theo mọi người nhé. Đấy. Cái keo lần này thì nó nhìn độc hơn rất là nhiều so với cái keo kia mọi người ạ. Từ từ ra phải chú. Từ từ. Sao chú đổ ké kìa? Nói cái keo nói. Không, đồ về nó tự dán tốt hơn. Cái keo này khó xuống. Mình phải để một tí để cho nó có lỗ hở nó lên, không khí lên. Đấy, phải giống cái bộ đồ chú đổ đằng kia chứ. Có 4 cái khuôn đã được đổ keo silicone mọi người nhé. Và ở đây thì còn 2 cái khuôn nữa chúng mình chưa đổ keo. Bởi vì là hiện tại cái phần keo silicone của chúng mình đã hết mọi người ạ. Cho nên là mình đang đợi người ta gửi keo về cho mình để mình có thể là đổ cho thêm 2 khuôn này. Cái phần keo này thì ngày hôm qua đổ đến lúc này nó đã sắp khô rồi. Vẫn còn dính một chút. Vẫn dính.
Ok. Và mình vừa tách cái phần khuôn đất sét này ra rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ vệ sinh cái lõi bên trong đi để cho nó sạch sẽ cái phần lõi bên trong này. Sau đó là sẽ tiến hành đổ keo epoxy. Đấy. Way xì. Và bây giờ mình sẽ đổ keo epoxy mọi người nhé. Thì ở đây mình đã có hai lọ keo AB và tiếp theo thì ở đây mình đã có một hai cái lọ màu. Mình nghĩ là sẽ sử dụng cái lọ màu này để pha cái màu đỏ cho phần đèn hậu mọi người nhé. Chốt. Tỷ lệ pha của cái keo epoxy này là 2A và 1B nhé. Bây giờ mình sẽ đổ 2A trước mọi người ạ. Và tiếp tục sẽ là dung dịch B mọi người nhé. Ôi trời, B còn nguyên siêu này. Nguyên siêu à? Ừ, B còn nguyên siêu, ni lông, dây bóng. Và cái dung dịch B này thì chúng mình sẽ lấy bằng 1 phần 2 dung dịch A mọi người nhé.
Bây giờ mình pha màu nào. Ba nhỏ tạm thời đã. Chúng nó đỏ quá. Ba giọt màu này. Nhớ là ba giọt màu nhá. Phải chuột. Còn đây mà nữa. Màu đỏ này mới là màu đỏ đẹp đấy. Màu đỏ đâu luôn. Phết nhỉ chú nhỉ. Ui, chua cho thêm tí đỏ lên chua. Cho thấy cảm giác kiểu hơi nhạt. Màu này thấy có vẻ hẳn hơi nhạt nhỉ? Dạ, hơi nhạt. Quyết định cho một giọt nữa nhé. Một giọt nữa. Một giọt cùng tất cả là cái ly này 4 là giọt. 4 giọt. 4 giọt. Xem mà 4 giọt nó bắt đầu chạm cái vạch này. Để lần sau mình đổ cái kia mình cũng biết được. Một giọt cảm giác kiểu là 3 giọt cảm giác kiểu vẫn hơi nhạt chứ nhỉ? Ừ. Sẽ cần phải đậm màu lên một chút mọi người nhé, thì cái đèn nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Bởi vì ở chỗ đấy nó chỉ có khoảng 5 ly thôi, 5 ly là màu đỏ. Okay. Mình muốn cho nó đậm đậm lên tí để cho nó tạo điểm nhấn cũng được. Đấy, có vẻ nhạt. Hôm nay thì về chưa đầy ông về đó. Chưa thêm đi nhưng mà bởi vì căn bản là gì mà. Mọi người ạ, sau một khoảng thời gian mình và chú Lợi nghiên cứu ra thì chú Lợi đã quyết định là thêm một chút màu đỏ hoa hồng này vào nữa thì cái màu nó sẽ đẹp hơn. Cho một giọt thôi. Một giọt thôi. Hoặc hai giọt. Hai giọt nhé. Hai giọt đi, hai giọt đi. Một này. Hai này. Tại vì sao mình phải pha xong mình phải đếm giọt như thế bởi vì sau này đấy mình còn đổ thêm hai chiếc nữa mọi người. Mình sẽ đổ B vào nhá. Thực ra nó không nhạt đâu. Màu đúng màu đỏ dâu luôn chưa? Đẹp luôn, màu dâu luôn. Như màu dâu luôn. Đỏ dâu mà. Đây đi, ở trong. Ok các bạn ạ, và sau khi đã pha xong ấy thì hiện tại cái lượng keo epoxy này nó có những cái bọt khí như thế này. Và bây giờ thì chúng mình sẽ sử dụng một cái thủ thuật để cho cái bọt khí này nó đi hết mọi người nhé. Sẽ sử dụng nước ấm để cho vào đây cho cái bọt khí nó hết đi. Đây, và đây là can nước ấm chúng mình đã chuẩn bị mọi người nhé. Bây giờ sẽ tiến hành. Đây các bạn ơi, và sau khi mà chúng mình đã sử dụng nước nóng thì cái phần bọt ở keo epoxy nó đã gần như là tan hết rồi mọi người nhé. Bây giờ tiếp theo công việc là chúng mình sẽ bắt đầu tiến hành đổ keo epoxy vào khuôn mọi người ạ. Thế nha. Ok. Vì nó à, sôi được không cá nó sôi nào. Và hiện tại thì chúng mình vừa đổ keo epoxy cho cái bốn cái khuôn này, còn hai cái khuôn nữa thì vẫn chưa có khuôn silicone nên là nghĩ là sẽ đợi đổ xong cái khuôn này đó, còn cái hai khuôn kia sẽ tính sau mọi người nhá. Rất là mất thời gian vì cái cửa rồi anh em ơi, với cái đèn epoxy đấy chúng mình phải làm rất nhiều lớp, nó rất là kỳ công cho nên là mất tốn khá nhiều thời gian, mình sẽ mất khoảng tầm 2 tuần để làm cái phần đèn đấy mọi người ạ.
Bây giờ thì chúng mình sẽ đổ lượng keo MOC màu trắng mọi người nhé, keo trắng suốt luôn. Đấy. Đây là toàn bộ những chi tiết vành ngoài của phần mắt đèn nhé. Và để đút được cái phần mắt đèn này vào bên trong nó như thế này, thì bây giờ mình sẽ phải mài cái phần G của nó bên trong này mọi người. Đây này, đấy, nó bị mắc. Đây là điểm này nó bị có cái G nhé. Bây giờ mình sẽ phải mài qua cái G đi. Đấy. Các bạn ơi, và bây giờ thì chúng mình sẽ gửi tất cả các chi tiết này đi mạ chrome mọi người nhé, để cho tất cả các chi tiết này nó được sáng bóng và đẹp hơn mọi người ạ. Đấy các bạn ạ, đây mình vừa mới mài thô qua một lượt thôi nhá. Đấy, sau đó mình sẽ phải bá thêm một lượt nữa để cho nó được nhẵn nhụi và đẹp đẽ hơn mọi người ạ. Tiếp tục cái thứ hai.
Bây giờ chúng mình sẽ phải cắt cái phần này ra và lấy cái phần đất sét bên trong nó ra nữa mọi người ạ. Đấy. À. Và bây giờ chúng mình sẽ tháo cái phần khuôn silicone này nhá mọi người nhá. Để xem kết quả như nào mọi người ạ. Ây chà. À cũng có vẻ dễ tháo này mọi người nhá. Ây chà. Ây chà. Khá là ok mọi người ạ. Đấy các bạn thấy cái phần tổ ong này không? Nó cũng khá là đẹp luôn đấy. Đấy. Wow, cũng xịn sò lắm mọi người ạ. Đấy. Về cái phần tổ ong thì nó hơi bị thiếu, gọi là đôi khi nó hơi châm kim một tẹo. Nhưng sau đó mình sẽ phải xử lý gọn gàng và đẹp đẽ hơn nhé. Ôi xòe, xịn chưa? Nhưng quả này có vẻ hơi nhiều không khí này. Bây giờ chúng mình sẽ cần tiếp tục đổ thêm hai cái mắt đèn nữa mọi người nhá. Hôm trước mới có 4 cái khuôn này mà chúng mình sẽ cần phải 6 cái mắt đèn cơ. Nên là bây giờ lấy hai khuôn này đi đổ tiếp. Tỷ lệ pha màu đỏ như lần trước thì mình sẽ phải dùng là 1:1 nhá, tức là 10 giọt màu đỏ nho và 10 giọt màu hòa đỏ hồng này. Đó, mình sẽ phải pha hai cái này trộn lẫn với nhau, tỷ lệ 1:1 luôn. Đó. Mình sẽ phải cho 10 giọt này nữa nha. Mình đang có một cái cục EOC này nhá. Bây giờ mình sẽ phải khoan lỗ ra và cho về sau này nó sẽ là cái mắt đèn mọi người. Đó, mình sẽ rút nó vào đây. Đấy, nhưng giờ nó hãng còn chật nhưng trước hết mình phải khoan đã.
Ok các bạn ạ, và sau khoảng hơn 2 tuần làm việc thì ngày hôm nay cái chi tiết đèn hậu của chúng ta đã hoàn thiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bật lên và kiểm tra nhá. Đấy, ok chưa mọi người? Rất là sáng phần đèn đỏ, và mình nghĩ là chúng mình sẽ có thể là thay cái bóng đèn LED bên trong vào nữa. Đó các bạn ạ, và hiện tại thì các chế độ hoạt động của chi tiết đèn hậu này chúng mình vẫn chưa thiết lập thành công. Cho nên là bây giờ chúng mình đã bật cả ba cái bóng này lên luôn. Và sau này đấy, khi mà thiết lập các chế độ hoạt động của chiếc xe này thì chúng mình sẽ có xin nhan, đèn pha và đèn đề mi, cũng như đèn phanh luôn mọi người nhé. Bây giờ thời lượng của clip cũng khá là dài rồi, cho nên là mình xin được tạm dừng clip tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Nếu như các bạn có ý kiến nào thì hãy cho mình biết ý kiến của các bạn bằng cách để lại một comment bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.